Fernandes, cầu thủ Tottenham cũng không đồng ý với thẻ đỏ. Theo tiền vệ Bruno Fernandes, Jan Madison cầu thủ bị phạm lỗi, cũng thấy tình huống không đáng dẫn tới thẻ đỏ trong trận Man United, thua Tottenham 0-3 ở vòng 6 ngoại hạng Anh. Ngoại hạng Anh vòng 6 phút 42, khi Man United đang bị dẫn 0-1, Fernandes trượt ngã, rồi giờ dần phạm lỗi với Madison, ngang pha lên bóng của Tottenham. Trọng tài Chris Cavanaugh dường như cho rằng, Fernandes đã đạp lên ống chân Madison nên rút thẻ đỏ trực tiếp, còn tổ VAR không can thiệp. Fernandes chủ động ngỏ ý trả lời phỏng vấn Sky Sports sau trận, cho rằng anh không đáng nhận thẻ đỏ và thắc mắc tại sao VAR không vào cuộc. Không ai muốn bị đuổi khỏi sân, đó không phải là cảm giác tốt đẹp gì, tiền vệ Bồ Đào Nha nói. Đó là pha phạm lỗi rõ ràng, nhưng không đáng phạt thẻ đỏ. Ngay cả Madison khi đứng dậy cũng nói đó không phải là thẻ đỏ. Madison an ủi Fernandes sau khi tiền vệ Man United bị phạt thẻ đỏ trực tiếp ở phút 42 trận vòng 6 ngoại hạng Anh, trên sân Old Trafford ngày 29 tháng 9. Theo Fernandes, anh từng nhiều lần bị phạm lỗi tương tự trong sự nghiệp, nhưng đối thủ lại không phải nhận thẻ đỏ. Nếu trọng tài muốn rút thẻ vàng vì tôi phạm lỗi chặn phản công, thì tôi đồng ý. Đội trưởng Man United nói thêm, tình huống va chạm cũng không quá mạnh. Với tôi, đây không phải là quyết định chính xác. Cũng trên Sky Sports, trong chương trình bình luận sau trận, Ars lại rằng, cầu thủ khoác áo Man United giai đoạn 2011 đến 2020, cho rằng Fernandes không phạm lỗi nguy hiểm hay liều lĩnh, nên không đáng nhận thẻ đỏ. Tương tự, Jamie Redknapp cho rằng tiền vệ Bồ Đào Nha trượt chân ngã, không phạm lỗi ác ý và chỉ nên bị phạt thẻ vàng. Darren Bent, cựu tiền đạo từng thi đấu cho Tottenham giai đoạn 2007-2009, thấy bất ngờ vì trọng tài Cavanaugh rút thẻ đỏ quá nhanh và có quyết định sai lầm. Fernandes áo đỏ trong tình huống phạm lỗi với Madison dẫn tới thẻ đỏ. Man United thủng lưới ngay phút 3, khi để Mickey van der Ven căng ngang cho Brendan Johnson đệm vào lưới trống. Sang hiệp 2, trong thế thiếu người, quỷ đỏ nhận thêm hai bàn thua từ những cú sút cận thành của Dejan Kulusevski và Dominic Solanke. Fernandes là đội trưởng thứ tư bị rút quyền thi đấu trên sân Old Trafford tại ngoại hạng Anh sau Roy Keane, Nemanja Vidic và Wayne Rooney. Đây cũng là lần đầu tiên tiền vệ Bồ Đào Nha nhận thẻ đỏ ở lần ra sân thứ 242 cho Man United. Fernandes thừa nhận Man United khởi đầu không tốt ngay cả khi có đủ 11 người và ca ngợi các đồng đội đã chiến đấu hết mình khi bất lợi quân số ở hiệp 2. Họ đã cố gắng, nhưng thật khó để hạn chế tất cả các khoảng trống, anh nói. Tôi thấy có nhiều điểm tích cực từ trận đấu này, như sự kiên cường của toàn đội, và tôi tự hào về điều đó. Sau lần kè áo trắng, ấn định tỷ số 3-0 cho Tottenham trong trận thắng Man United tại Old Trafford ngày 29 tháng 9. Với chiến thắng 3-0 tại Old Trafford, Tottenham vươn lên thứ 8 ngoại hạng Anh với 10 điểm, còn Man United tụt xuống thứ 12 với 7 điểm. Ở vòng tiếp theo, Man United làm khách của Aston Villa còn Tottenham hành quân tới sân Brighton.